Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi, thì ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi có hai cái thứ cực kỳ quan trọng và cực kỳ hữu ích dành cho tất cả anh em đây. Rồi, thì như anh em có thể biết á, là đối với lại cái tựa game Roblox trên điện thoại á, thì bây giờ á, là anh em đã có rất là nhiều cái clean để sử dụng rồi. Thì từ lúc á, mà cái clean Flusu á, nó comeback trở lại, nó quay trở lại á mọi người, thì tôi biết là tất cả các ông bây giờ á, thì hầu hết á, là đang sử dụng cái clean Flusu là chính. Tại vì á, cái clean Flusu nó có thể bypass được để với lại á, là nó có thể hỗ trợ cho mấy ông tất cả những cái bản menu luôn. Chính vì thế á, là tôi biết á, là mấy ông đang sử dụng cái Flusu rất là nhiều. Nhưng mà thay vào đó thì mấy ông hãy nhớ đi, thì đâu đó cách đây là khoảng đâu đó là khoảng 1-2 tháng trước á, thì từ cái lúc mà cái Flusu nó mất tích á mọi người, nó không còn hoạt động nữa đó, thì cái clean mà cứu giúp chúng ta đó là về cái clean Aceid đúng không tất cả các ông. Nhưng mà dạo gần đây á, thì bên Aceid á, thì họ đã cấm chúng ta bypass khay rồi, và cũng như á, là họ ra cái chính sách á, nếu mà ai bypass khay á, thì họ sẽ ban EB được cái thứ. Chính vì thế á, là hiện tại á, là cái clean Aceid đã có rất là ít bạn sử dụng luôn đó. Thì hầu hết á, là mấy bạn bảo là cái clean Aceid bây giờ sử dụng là phải ghét cây hữu công này, rồi không được bypass này, và cũng như thì cách đây là khoảng 2-3 ngày gần đây ấy, thì cái clean Aceid này nó bị cái tình trạng đó là bị sức đau nha mọi người, còn gọi là bị lỗi á. Thì khi mà mọi người vào á, thì mọi người sẽ không có hiển thị được cái bản nhập sao rip đó. Thì chính vì thế trong video ngày hôm nay, cái thứ đầu tiên mà tôi mang đến cho tất cả các ông là về cái phiên bản Aceid, phiên bản mới vô hạn nha anh em. Lý do tại sao tôi lại gọi phiên bản này là vô hạn thì bây giờ thì tôi mở lên cho anh em xem đó. Hiện tại là tôi đang trong cái clean Aceid phiên bản vô hạn, phiên bản Keyleth mới luôn nha anh em. Đây, cái phần mà tôi nói với mấy ông vô hạn á, đó là cái phần thời gian nha anh em. Thì như anh em có thể thấy nè, là hiện tại á, là cái bản mà tôi mang đến cho tất cả các ông trong video ngày hôm nay á, là cái bản mới hoàn toàn luôn. Nó sẽ fix được cái tình trạng đó là lỗi không hiển thị menu nhập sau rip này, và đặc biệt á, là nó sẽ vô hạn thời gian cho anh em sử dụng luôn và không cần phải dắt cây nha anh em, còn gọi là cái bản Aceid Keyleth đó. Thì đối với lại cái phiên bản Keyleth này á, thì chúng ta có rất là nhiều cái ưu điểm luôn. Thì cái ưu điểm đầu tiên á, là mọi người có thể sử dụng và không cần cái cây này, và cái ưu điểm thứ hai á, là mọi người có thể là lấy vào trong những cái cloud để mọi người sử dụng luôn. Thì cloud NowG này hoặc là cloud Google Photo á, thì mọi người sử dụng những cái bản mà không cần SK á, thì nó sẽ có rất là có lợi cho mọi người ha. Rồi, thì anh em nào á, mà ở thời điểm hiện tại á, mà đang muốn tìm kiếm một cái phiên bản menu clean mà toàn diện á, là vừa có thể hỗ trợ cho anh em chạy những cái bản là chẳng hạn như là Banana Hub này, Maru Hub đồ cái thứ này, và vừa có giúp cho anh em mà không cần phải SK á, thì anh em có thể cân nhắc sử dụng cái bản Aceid mới nha. Bản này á, thì Keyleth hoàn toàn mà không cần SK nha anh em. Rồi, thì tôi nghĩ á, là nếu mà nói như thế này á, thì anh em sẽ không tin đâu. Anh em sẽ bảo á, là do là tôi hết thời gian nhưng mà tôi chưa ao ra vào lại. Nếu mà tôi ao ra vào lại thì bắt buộc là tôi sẽ tiến hành tôi ghét cây đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi ao ra tôi vào lại, tôi test cho anh em xem luôn nè. Đó, thì thật sự là đây là cái bản Keyleth hoàn toàn nha anh em. Và về sau thì tôi không biết là nó còn Keyleth hay không. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì anh em nào mà xem video này thì anh em nhớ là tải về dùng nhanh nha. Tại vì ở thời điểm này là chúng ta đang có một cái bản Aceid vô hạn nha anh em. Đó anh em thấy không? Đây nó hiện cái thông báo Keyleth nè. Đó, có nghĩa là nó bảo là Aceid đang được Keyleth và hoàn toàn vô thời hạn luôn. Đó, rất là ngon nha anh em. Rồi, thì đó là cái vấn đề về cái clean Aceid dành cho anh em nào mà quan tâm ha. Rồi, còn bây giờ thì đến với lại cái phiên bản Sourip menu cực kỳ VIP ngày hôm nay mà tôi muốn mang đến cho tất cả các ông trong cái tựa game Blockfoot thôi nào. Let's go. Và ok anh em ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho tất cả các ông. Nó có tên là Night Hub nha anh em. Và dành cho những anh em nào mà chưa biết á, thì đây là một trong những cái phiên bản menu có thể nói là có từ rất là lâu ở trong cái tựa game Lockfoot rồi nha anh em. Thì nói chung á, là cái Night Hub này á, thì nó cũng đã có tên tuổi trong cái thị trường Lockfoot khá là lâu rồi, từ ở cái phiên bản update 17 hay là 18 gì đó rồi. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại á, mà cái menu mà ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông á, thì nó sẽ có một cái giao diện là cực kỳ khác với lại là những cái bản từ hổm giờ luôn. Và như anh em có thể thấy nè, cái giao diện của nó là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Giao diện nhìn rất là bắt mắt luôn đó, và đóng mở được nha. Đây, đóng mở được hoàn toàn luôn nha anh em. Và khi mà anh em chạy cái bản này á, thì anh em sẽ có được rất là nhiều cái quyền lợi luôn. Cái quyền lợi đầu tiên á, đó là nó sẽ hỗ trợ cho anh em á, là full chức năng luôn nè, về những cái chế độ farm là có đầy đủ cho anh em luôn. Farm bone, farm level đồ á, thì nó sẽ tích hợp ở đây cho anh em dễ lựa chọn luôn nè. Đó, rồi có farm mastery là farm không hậu trái này, farm gương này, farm capring này, rồi farm item là có đầy đủ cho anh em farm luôn. Đó, anh em thấy không? Chia ra là farm sale event, farm cái nào là có đầy đủ hết nha. Đấy, David food đồ cái thứ đó nè. Rồi ở đây thì tôi test cái auto farm bone trước cho anh em xem đây. Đây, ở đây tôi chọn là farm bone nè. Rồi tôi tích vào star farm. Đó, là nó sẽ tự động nó đi farm nha anh em. Đây, tôi sẽ cho anh em xem. Đó, trời ơi, đánh kìa. Quá là ok luôn nha anh em. Đấy, đánh rồi chém rất là nhanh, rất là ngon luôn. Đó. Rồi thì nói chung với cái bản này á, thì khá là ok nha anh em. Đó, thì anh em nào á, mà muốn sử dụng một cách ok á, thì anh em có thể lấy về anh em trải nghiệm thử. Tại vì đây là một trong những cái bản mà vẫn đang còn trong cái quá trình update nha anh em. Thì hiện tại á, là cái bản này á, là nó chỉ mới được update khoảng 80% thôi. Đó, thì nó vẫn đang trong cái quá trình là theo kiểu là hoàn thiện. Thì chính vì thế á, là tôi được trên tay trải nghiệm thì sẵn đây tôi mang đến cho anh em luôn. Đó, anh em nào mà muốn trải nghiệm thì tôi sẽ để cái phần này, cái bản này dưới phần bình luận game cho anh em ha. Rồi, ngoài ra là nó có ring mod đồ cái thứ này. Đó, ring mod rồi phát ra tách đồ cái thứ này. Có ring mod Echa nè, ring mod Echa là nó sẽ gom quái là nhiều hơn hay cái gì đó tôi cũng không rõ nè. À đúng rồi, ring mod Echa là sẽ gom quái là nhiều hơn nha anh em. Và tôi rất là thích cái cách mà nó đánh luôn, nó đánh cực kỳ nhanh nha.
Đấy, đánh cực kỳ nhanh luôn nha anh em, rất là ngon ha. Rồi, thì đó là về cái phần farm đi. Còn ở đây thì về cái phần khác thì nó sẽ có là phần random trái đồ cái thứ này. Rồi, automatic nè, random ra được trái rốc nè anh em thấy không? Đó. Rồi, tele nhặt trái đồ là có đầy đủ cho anh em luôn nè. Hỗ trợ cho mọi người full chức năng đi ride này, mua chip này, rồi star ride đồ là có đầy đủ luôn. Đó, việc của anh em chỉ cần lấy bản này về và sử dụng thôi. Và bản này thì hầu hết là không cần cái cây nha anh em. Rồi, sale event thì trong đây mặc dù là cái bản này nó mới hoàn thiện 80% nhưng mà nó vẫn đầy đủ những cái chức năng cho anh em, chẳng hạn như là auto star farm sale event này, rồi tự động farm Qterosat này. Đó, farm đầy đủ luôn. Đấy, từ A tới Z là có đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, anh em nào mà muốn sử dụng thì anh em lấy về sử dụng ha. Rồi, và có full cái chức năng hỗ trợ cho mọi người ốc tộc Rai V4 nha anh em. Đó, ốc tộc Rai V4 đồ là có đầy đủ cho anh em luôn nè. Rồi, phần setting này, enable phá attack nè, rồi ring mode đồ cái thứ này, rồi bypass tele đồ cái thứ như thế này, anh em về anh em trải nghiệm thêm ha. Thì nói chung là tôi chỉ test sơ cho anh em thôi, tại vì đây cũng là một trong những cái bản mới, thì bởi vậy là cái này anh em về anh em trải nghiệm từ từ là tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý rồi. Có auto farm bounty đồ cho anh em luôn ha. Rồi thì nãy giờ là đó là về cái phần là farm farm bone. Còn ví dụ bây giờ mọi người muốn farm level thì mọi người chỉ cần là chọn level thôi. Đó, mọi người chọn level là lập tức là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người đi farm level ha. Rồi đây nha anh em, đó còn về cái phần farm level này, đây tôi sẽ cho anh em xem ha. Đấy, gom quái đánh ok, khá ngon luôn nha anh em. Đó, bản này thì anh em về anh em sử dụng thêm ha. Rồi ở đây là nó có phần dịch chuyển cho anh em này, dịch chuyển phương đảo này, rồi dịch chuyển đảo bí ẩn này. Rồi nói chung là dịch chuyển rất là nhiều chức năng luôn. Đó, thì nói chung là tôi chỉ test sơ qua vậy thôi. Còn anh em nào muốn sử dụng thì tất cả là đều có ở dưới phần bình luận game hết rồi. Việc của anh em là chỉ cần kéo xuống dưới để lấy thôi. Kể cả cho bản ngay sẽ ít vô hạn cây led này nha anh em. Rồi còn bây giờ thì cảm ơn em rất nhiều và bye bye nha.